Chào mừng các bạn với kênh Xe Máy Hòa Bình Minh và mình là Thu Huyền. Ngày hôm nay thì mình lên video này để cập nhật cho các bạn giá và chương trình khuyến mại của cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Đối với đầu tháng 3 thì các bạn sẽ có chương trình khuyến mại rất là lớn của Vario ạ. Đối với Vario hiện tại thì sẽ có chương trình khuyến mại đối với trả góp, đó chính là trả góp với lãi suất 0% ạ. Thứ hai nữa là khi mua Vario thì sang đầu tháng 3 ấy thì các bạn sẽ được miễn phí hoàn toàn 100% lệ phí trước bạ. Và hiện tại thì Vario bên Huyền thì sẽ có 4 màu ạ. Ở đây thì Huyền có màu đen này, đỏ, xanh và màu xám nữa ạ. Và đối với xe này thì với xanh CBS thì có thể có giá khoảng ngoài 49 triệu. Và đối với xanh ABS thì khoảng ngoài 53 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi ạ. Và các bạn có muốn tham khảo thêm về cái dòng xe này cũng như là biết thêm về cái dòng xe này thì hãy liên hệ với Huyền qua số 083-608-5599 thì Huyền có thể hỗ trợ các bạn nhé. Hiện tại thì cái dòng này thì cũng đang có rất nhiều khuyến mại nên là các bạn có thể liên hệ với Huyền sớm để có thể nhận khuyến mại nhé. Và một cái dòng xe thứ hai mà Huyền muốn giới thiệu đó chính là dòng xe Winner X ạ. Ở đây thì Huyền đang có hai bản của dòng xe Winner X. Ở đây thì có bản thường chỉ ngoài 33 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Cái này thì sẽ là phanh đĩa thường ạ. Và cái xe này thì cũng sẽ có trả góp với lãi suất 0% ạ. Và đối với bản đặc biệt thì nó sẽ có 3 màu. Ở đây thì Huyền đang có màu bạc, ngoài ra thì còn màu đen và màu đỏ nhám nữa. Thì giá nó chỉ khoảng ngoài 35 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và đối với xe Winner X ạ, thì sẽ có một bản HRC ấy, là cái bản vành vàng thì nó sẽ chỉ khoảng ngoài 36 triệu thôi. Một lát nữa thì Huyền sẽ quay cho các bạn xem nhé. Ở đây thì Huyền đang có một chiếc xe CBR ạ. Đối với chiếc xe CBR này thì cũng đã hạ nhiệt khá là nhiều rồi. Thế đợt này thì chỉ có giá khoảng ngoài 69 triệu là các bạn có thể sở hữu chiếc xe này rồi ạ. Và đối với chiếc xe này thì các bạn sẽ không phải lên bằng bởi vì khối động cơ của nó vẫn là 150 ạ. Và ở đây thì Huyền đang có chiếc xe RSX ạ. Bản này là bản mới, thế là các bạn hãy quay sát đây cho các bạn nhìn. Đây, bản này là bản mới và nó cũng có một sơn nhám. Một sơn nhám này thì đợt đầu năm ấy thì đã có trên cái bản của xe Wenfa rồi. Bây giờ mới lên xe này thì các bạn cũng muốn biết thêm về giá cũng như là về các cái bản của cái xe RSX này thì hãy liên hệ ngay với Huyền để Huyền có thể hỗ trợ các bạn nhé. Tiếp theo thì ở đây thì Huyền sẽ có mua một chiếc xe Wenfa nữa ạ. Chiếc xe Wenfa màu đen nhám, nó giống như bản giấy đấy kia thì nó cũng là bản nhám nhưng nó đang có từ đầu năm rồi. Và giá của xe này, nguyên xe đợt này khoảng ngoài 20 triệu một chút. Và đối với xe Wenfa này nó sẽ có các màu đỏ, trắng và xanh nữa thì giá chỉ khoảng ngoài 19 triệu thôi. Và Huyền sẽ ra ngoài này để quay thêm với các màu cho các bạn xem nhé. Ở đây thì ở ngoài Huyền sẽ trưng bày màu xanh và màu đỏ dòng xe Wenfa. Ở đây màu xanh đỏ thì chỉ khoảng ngoài 19 triệu thôi. Còn đối với riêng màu đen nhám thì nó sẽ khoảng ngoài 20 triệu ạ. Các bạn có thể tham khảo thêm về các màu cũng như là giá của bản này ở Zalo của Huyền qua số 083-608-5599 ạ. Nếu như mà các bạn muốn lên bản vành đúc thì cũng chỉ có lên cho Huyền khoảng tầm 1 triệu thôi. Cái này thì rất là hấp dẫn ạ. Ở đây thì Huyền đang có chiếc Winner X phiên bản HRC bản vành vàng đấy, như Huyền vừa nói bên trong kia. Thì bản này chỉ có giá khoảng ngoài 36 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và nếu các bạn chưa đủ kinh tế hoặc là muốn để tiền để làm việc khác thì có thể là liên hệ với Huyền để trả góp chiếc xe này với lãi suất 0% ạ. Và cái số điện thoại liên hệ thì Huyền đã ghi phía bên dưới rồi, các bạn có thể liên hệ với Huyền hoặc là kết bạn Zalo với Huyền số đó ạ. Ở đây thì Huyền đang có xe AB125 phiên bản màu xanh ạ. Giá của chiếc xe này chỉ khoảng ngoài 41 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và ở cái phiên bản 125 này còn một bản đặc biệt nữa thì chỉ khoảng ngoài 43 triệu thôi là các bạn có thể sở hữu rồi ạ. Ở đây thì Huyền đang có chiếc xe SH1 bản phanh ABS màu xanh ạ. Bản này thì chỉ khoảng ngoài 67 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi ạ. Đối với chiếc SH1 này thì nó sẽ có hai bản nữa, đó chính là bản màu xanh của phanh CBS ạ, chỉ khoảng 58 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và nếu các bạn muốn bản đặc biệt màu đen hay màu bạc ấy thì khoảng ngoài 68 triệu thôi là các bạn có thể sở hữu chiếc SH1 này rồi. SH1 thì bên Huyền sẽ trưng bày nhiều hơn ở trong nhà, thế nên là một lát nữa thì Huyền sẽ quay cho các bạn xem. Và các bạn có muốn tham khảo về màu hay là về giá của bản nào thì hãy liên hệ với Huyền để Huyền có thể hỗ trợ các bạn tốt hơn nhé. Ở đây thì Huyền đang có bản màu xanh của 160 ạ. Bản này chỉ khoảng ngoài 57 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và đối với 160 thì đợt này thì cũng khá là về khá là ít xe, thế nên là các bạn nào quan tâm đến dòng này
thì hãy liên hệ ngay với Huyền để có thể chốt ngay xe, tránh là sang tầm tháng 2 hoặc là sang tháng 3 thì hoặc là sang tháng 4 thì nó sẽ không có xe để mua đâu ạ. Và ở đây thì Huyền đang có một chiếc xe Honda Vision ạ. Chiếc xe này thì khá nhiều bạn thích đây. Đối với xe Vision 2023 thì nó sẽ có 4 phiên bản. Ở đây thì Huyền đang có phiên bản cao cấp ạ. Đối với đây là phiên bản cao cấp của 2022 ạ. Và cái phiên bản này nếu mà các bạn có muốn sở hữu thì nó cũng rất là hiếm, bởi vì là bây giờ chỉ còn bản 2023 thôi. Các bạn nào quan tâm đến bản này thì có thể liên hệ với Huyền. Và tiếp theo thì Huyền xin giới thiệu một dòng xe nữa, đó chính là dòng xe Honda Lead ạ. Honda Lead thì năm nay cũng ra ba phiên bản với 5 màu. Ở đây thì Huyền đang có bản cao cấp màu đỏ, và bản ở bản cao cấp này sẽ có bản màu xanh nữa. Thì giá của bản này chỉ khoảng ngoài 39 triệu là các bạn cũng có thể sở hữu rồi. Và đối với Honda Lead thì sẽ có màu trắng của bản tiêu chuẩn và màu bạc, màu đen của bản đặc biệt nữa. Đối với bản tiêu chuẩn màu trắng thì chỉ khoảng ngoài 36 triệu thôi. Còn đối với bản đặc biệt thì sang tháng 3 giá cũng rất là tốt. Nó sẽ giảm xuống chỉ còn ngoài 41 triệu là các bạn có thể sở hữu bản đặc biệt rồi. Và bản đặc biệt thì nó sẽ có hai màu, màu bạc và màu đen. Các bạn có muốn sở hữu chiếc xe này thì hãy liên hệ với Huyền để Huyền có thể hỗ trợ các bạn nhé. Bây giờ thì Huyền sẽ mời các bạn vào trong để Huyền giới thiệu qua về cái dòng xe như là SHI, SH125, 160 và 350 ạ. Đây là bạn này thì Huyền sẽ giới thiệu kỹ hơn cho các bạn ở trong này nhé. Ở trong đây thì Huyền đang trưng bày xe SH125 phiên bản phanh CVS ạ. Đối với SH125 phiên bản CVS thì chỉ khoảng ngoài 80 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và đối với phanh ABS thì khoảng là ngoài 90 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi ạ. Ở đây thì Huyền xe này thì Huyền đã có lên mặt nạ sẵn cho xe rồi đây. Đây thì bạn có thể là tham khảo thêm về các phụ kiện thì hãy liên hệ với Huyền nhé. Ở đây Huyền cũng có một số cái phụ kiện như là bộ ốp này. Cái ốp này rất là đẹp này, bảo vệ xe rất là tốt. Các bạn có thể liên hệ với Huyền để lên một phụ kiện nhé. Ở bên này thì Huyền đang trưng bày xe SH160 phiên bản đánh CBS ạ. Và đối với SH160 phiên bản phanh CBS thì giá cũng khá là tốt ạ. Và ở đây thì Huyền đang trưng bày phiên bản SH350 đen nhám ạ. Thì đối với phiên bản đen nhám này thì giá chỉ khoảng 126 triệu là các bạn có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Còn đối với màu trắng thì chỉ khoảng 125 triệu thôi ạ. Và bên Huyền có hỗ trợ ship xe SH350 này đối với các khu vực như Hà Nội này, các tỉnh như Tuyên Quang, thì các bạn hãy liên hệ với Huyền để Huyền có thể hỗ trợ các bạn nhé. Ở đây thì Huyền đang có chiếc xe lít màu trắng ạ. Giá chỉ khoảng ngoài 36 triệu thôi. Cái này thì các bạn có thể liên hệ với Huyền qua số 0836085599 thì Huyền có thể hỗ trợ các bạn nhé. Và ở đây thì Huyền sẽ xin nói thêm về các khuyến mại của sang tháng 3 của dòng xe Vario này nhé. Các bạn có thể là tham khảo về cái dòng xe Vario này, có thể là chọn màu hay là chọn phiên bản phanh thì Huyền có thể hỗ trợ các bạn trong Zalo hoặc là trên page xe máy Bình Minh Phú Thọ ạ. Và đối với dòng xe Vario này thì hiện tại đang ở sang tháng 3 sẽ được miễn phí 100% lệ phí trước bạ, cộng với đó là sẽ được trả góp với lãi suất 0% ạ. Các bạn lưu ý nhé, trả góp với lãi suất 0% ạ. Các bạn muốn trả góp thì hãy liên hệ với Huyền trước để Huyền có thể giúp các bạn lên hồ sơ trước. Nếu mà ok thì có thể là sẽ duyệt hồ sơ trước. Khi là các bạn đến cửa hàng thì các bạn chỉ cần lấy xe và bước hai là xong thôi. Cái này thì rất đơn giản. Cái này thì các bạn hãy để lại số điện thoại thì Huyền có thể là hỗ trợ các bạn nhé. Hoặc là gọi cho Huyền qua số 0836085599 ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.